Chào các bạn nha, mình tiếp tục cái video nối liền với nãy là lấy mặt phẳng trước hiệu các bạn. Bây giờ là sao ốp đẹp như này để lấy được mặt phẳng ốp gạch này. Đây là ốp nhé. Một tay hay hai tay? Nối là nối ở trong góc này nó đỡ xấu nhỉ. Thành một cái mặt phẳng rất là đẹp luôn. Ôi chết, anh đầy có sợ ấy. Đến trưa là xong rồi. Đâu mà đến chiều nhỏ. Xếp này. À nhưng mà như này, xếp như này thôi để đến mặt phẳng đã. Xong tí lại phải dấc lên, đảo vữa cho vào đúng không? Đúng quá.
Kiêm cả lắp điện luôn à? Mẹ phòng nhà mẹ vẫn mát nên lắm cửa sổ ở đây. Lắm cửa gió nó lùa vào. Mát. Đi làm chân tay trắng hết mà xem đeo hết bịt chứ kìa mà. Còn hơn ở nhà đen hơn ấy. Anh Dương đi về sao? Bây giờ cắt cái này nó mới lâu kìa. Cho cắt. Cái nhỏ nhỏ phải cắt bằng máy tay chứ kia nữa không. Đi chuẩn.